Vâng, em Quốc Hùng xin chào toàn thể tất cả các bác. Thì hôm nay em đi vào tổng hợp ruột gan, em đã vệ sinh xong tất cả các con đói ca vương, những đời model là 1400, 700 và 950 nha. Đó. Và đây là những cái con model 1400 chạy điện là 230V. Đó, con này là 1400 chạy điện là 120V. Con này là con 700, con này là con 950 này. Đó, mời tất cả các bác chúng ta cùng ngắm nhìn. Đó, em sẽ quay qua một vòng chi tiết từng con cho tất cả các bác. Đó, để các bác ngắm nhìn được độ đẹp của sản phẩm nhé. Đây là bốn con hai địa chạy điện là xuất Âu, chạy điện 230. Rồi, đây là một con chạy điện 120. Con này là con 700 nha. Đó, hàng chúng chi và rất là đẹp luôn. Đây, rồi. Đó. Quá đẹp nha các bác. Những dòng này thì chắc âm nó khối phải bằng, khối phải quảng cáo nhiều nha. Cover 1400 thì nó có công suất là 700W trên mỗi kênh và đánh 28 sò. Giá của nó là 16.500.000 nha các bác. Còn về 700 thì nó chạy 20 sò, công suất là 350. Giá là 11.500.000. Bơm 950 có giá là 13.500.000 chạy 24 sò, công suất là 475W. Những hàng bên em tiến lửa quá xuất sắc cho tất cả các bác nhé. Đấy, hàng đẹp long lanh như thế này luôn. Rồi, các bác nào yêu quý những sản phẩm cover hoặc những dòng sản phẩm bốt thì liên hệ Quốc Hùng nhé. Nói chung là bây giờ thì quay lên để cho các bác xem được những cái ruột ga với những cái dòng sản phẩm như này. Thì với những con cover 1400 này thì nó có ruột ga giống y chang là bốt 1800 CD6 hay 1800 CD5. Còn cái con 700 thì giống như là bốt 1600 CD6. Nên là các bác nào mà có nhu cầu về những dòng sản phẩm bốt nữa thì liên hệ Quốc Hùng, thì quý Quốc Hùng sẽ chuẩn bị sẽ cập bến về những dòng sản phẩm bốt 1600 CD6, 1800 CD5, 1800 CD6 để phục vụ cho các bác. Và hàng thì bên em cũng sẽ bao đẹp long lanh và cũng như là riêng xịn cho tất cả các bác để các bác chơi. Mọi chi tiết mua hàng thì tất cả các bác liên hệ Quốc Hùng qua số điện thoại trên tấm biển màn hình. Các bác xem kênh thì hãy chia sẻ kênh và đăng ký kênh, bấm vào chuông để cập nhật và theo dõi những video mới nhất của Quốc Hùng đăng lên. Và em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác những video lần sau nhé.